Thưa quý vị và các bạn, công nghiệp hỗ trợ có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Thông qua việc tham gia tại các triển lãm hỗ trợ là cánh cửa rộng mở cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tiếp cận với công nghệ tiên tiến, kết nối với các doanh nghiệp nhà nhập khẩu lắp ráp, nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng đón nhận sự hợp tác mở rộng đầu tư từ các nước trên thế giới. Hiện nay có khoảng 1.500 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, mặc dù gần một nửa trong số đó thuộc lĩnh vực sản xuất, song tỷ lệ sản phẩm nội địa hóa mà các công ty Nhật Bản này thu mua chỉ đạt 30%. Ngoài ra, hầu hết những sản phẩm nội địa này được cung cấp bởi các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Điều này cho thấy giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản còn hạn chế và cần được phát triển. Mục đích của cái triển lãm này rất là quan trọng, bởi vì thực tế là có thể lấy được rất nhiều những khách hàng từ bên phía khách hàng mới và có rất nhiều những cái khách hàng quan trọng đến tham gia những cuộc triển lãm như thế này. Việt Nam cũng sẽ phát triển dần lên theo một cái mức độ nhất định nào đó. Hy vọng là NMC cũng sẽ mang lại những cái service, những cái support nhất định cho bên phía khách hàng. Ngành công nghiệp hỗ trợ là một trong những ngành quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, hoạt động của các triển lãm sẽ là cầu nối hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành này. Đặc biệt, thông qua hội chợ, triển lãm, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tiếp cận với những công nghệ tiên tiến áp dụng vào sản xuất, từ đó dần tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đã có 57 công ty Nhật Bản trưng bày những sản phẩm muốn mua tại Việt Nam và 43 công ty Việt Nam trưng bày những sản phẩm muốn bán cho các đối tác trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Nhật Bản lần thứ 7 vừa được tổ chức tại Hà Nội. Triển lãm được tổ chức đồng thời gian và địa điểm với hai triển lãm khác là triển lãm quốc tế về công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp và triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Ba triển lãm đã thu hút khoảng 300 doanh nghiệp của các nền kinh tế gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện sôi động nhất và có thể coi là lớn nhất trong năm của ngành công nghiệp hỗ trợ cơ khí gia công chế tạo của Việt Nam. Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản cũng hỗ trợ mạnh mẽ cho Việt Nam trong việc đạt được mục tiêu công nghiệp hóa vào năm 2020. Dựa trên chiến lược này, chúng tôi đã triển khai hợp tác công nghệ và phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Trong quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực như linh kiện phụ tùng kim loại, nhựa cao su, điện điện tử, dệt may da giày, công nghiệp công nghệ cao v.v. Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường đối tác để các doanh nghiệp trong nước có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đẩy mạnh phát triển hệ thống doanh nghiệp, cung cấp thiết bị hỗ trợ chuyên dùng, hình thành các doanh nghiệp bảo trì, sửa chữa máy móc đạt tiêu chuẩn quốc tế, làm tiền đề phát triển doanh nghiệp sản xuất thiết bị phần mềm phục vụ cho các ngành công nghệ cao v.v. Trong những năm vừa qua, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả. Chúng ta đã tham gia vào nhiều công đoạn sản xuất trong của những sản phẩm quan trọng, đặc biệt trong những lĩnh vực cơ khí, chế biến, chế tạo thiết bị đồng bộ. Không ít sản phẩm hầu như đã được chế tạo hoàn toàn trong nước, như xe máy với tỷ lệ nội địa hóa trên 90%. Tuy nhiên, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam cũng còn nhiều tồn tại, yếu kém cần phải khắc phục trong giai đoạn tới. Với nhiệm vụ đó, hiện nay chính phủ Việt Nam với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản đang đẩy mạnh các hoạt động bao gồm việc xây dựng cơ chế chính sách, các triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tài chính, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển mạnh mẽ hơn nữa công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới. Năm 2015 là năm đánh dấu một bước ngoặt mới trong tiến trình hội nhập của Việt Nam. Việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa của Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển hơn trong lĩnh vực công nghiệp, thu hút được nhiều FDI hơn, sản xuất công nghiệp nội địa tốt hơn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước theo hướng tích cực. Trước những khó khăn của ngành công nghiệp hỗ trợ, việc tổ chức triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Nhật Bản ECS Việt Nam 2015 và các triển lãm được đánh giá là cầu nối hiệu quả giúp các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ gặp gỡ, giao dịch, hợp tác kinh doanh và đầu tư lâu dài.